Xin chào cả nhà nha. Tối nay Lan chuẩn bị xào thịt ba rọi, Lan xào chung với đậu que, cà rốt, củ hành. Ở đây thì Lan có làm sốt rồi, oyster sốt với đường, bột ngọt. Còn bên đây thì Lan làm thịt ba rọi, Lan xào sả, ớt, mắm ruốc nha bà con, xào với mắm ruốc. Mắm ruốc thì Lan có dùng hai loại, một loại là của này là của Thái Lan, nó hơi mặn, còn cái đen này là của Hà Tiên mình, nó làm mà giống như hơi ngọt á, cho nên Lan làm hai cái hòa lại đặng cho nó đều lại, chứ làm mà của Thái Lan không thì nó mặn á đó. Sả Lan có sả ớt rồi đó. Bữa nay tối nay hai chồng Lan ăn cơm tối là thịt ba rọi xào đậu với thịt ba rọi xào với mắm ruốc, rồi mời bà con coi Lan làm sao nha. Bây giờ Lan đẩy dầu vô, Lan xào đậu trước đi, đưa một miếng tỏi vô, để thịt ba rọi vô, rồi bây giờ Lan để tốt vô nha con. Rồi Lan để vô chút chiếc nước nha con. Đậu nó cũng lâu chín lắm, Lan để đậu vô. Lan lấy cái nắp Lan đậy nó lại cho nó mau chín cho bà con. Mình đậu đậy lại nó ra hơi nước cho bà con. Đây bây giờ nó rút nước lại rồi nha bà con. Mình xào cho nó rút nước lại. Sau Lan để củ hành vô. Đây bây giờ đã xong cái Lan đã làm xong cái món đậu que xào rồi, Lan để nó qua một bên để tạo một món khác. Rồi bây giờ Lan để một chút xíu dầu ăn vô. Lan làm món thịt ba rọi xào mắm ruốc, sả nó đông đá nên Lan để sả gì trước nha. Rồi bây giờ Lan để đường với bột ngọt vô nha, cái mắm ruốc Lan chưa để đâu, cho nó thấm cái miếng thịt, cho cái miếng thịt này nó chín đó mà con, nó hơi tôm mỡ ra rồi mình hả để mà ruốc vô, mắm ruốc vô mới ngon, chứ cái thịt này nó chưa có tôm mỡ ra nó chưa có ngon, nó là mình để mắm ruốc vô nó không có ngon. Rồi bây giờ cái miếng thịt ba rọi nó tôm mỡ ra rồi đó bà con, Lan mới để mắm ruốc vô nha, để chè Lan cá một miếng nước vô đây. Lan để chung vô một miếng nước cá vô cái miếng nước này. Rồi mình mới xào cho nó sắc lại. Nhầm người thì ta muốn ăn có nước đó bà con, mà ta chấm ra như đồ á. Mà Lan thì không cần, tại Lan ăn chung với đậu que thì đậu que xào thịt thì Lan xào tận cái này nó có nước rồi luôn. Bây giờ Lan cho lửa lớn chút, để hành vô. Rồi nó rút lại rồi đó bà con. Rồi bây giờ là chín rồi đó. Rồi cắt được. Lên nhà trên, ăn thôi. Xong rồi. Vừa ăn ngon lắm bà con. Cả ngày rất là cơm luôn đó. Xin chào cả nhà nha. Tối nay là món thịt ba rọi xào mắm ruốc đã làm xong. Còn bên đây thì đậu
đậu que Lan xào với cà rốt, củ hành, thịt ba rọi cũng xong luôn, hai món xong rồi đó bà con. Đó, giờ chuẩn bị bưng lên nhà trên ăn thôi. Xin chào cả nhà nha, tối nay Lan làm món đậu đũa xào với thịt ba rọi Lan xào với mắm ruốc, mời cả nhà tối nay ăn cơm với gia đình mình nha. Mời cả nhà tối nay ăn cơm với hai chồng mình nha. Đó, thịt ba rọi xào mắm ruốc, đậu đũa xào, ý quên, đậu đậu que xào. Thôi mời Rồi, bà con ăn, bà con mời cả nhà ăn. mời cả nhà Ông ăn cơm. xã mình còn sợ ấy chấm nước tương thêm nữa, làm thì vừa ăn rồi không cần nước tương đâu. Mời bà con ăn, bà con. Mời bà con ăn, bà con ơi. Mời cả nhà. Đậu ngon lắm, anh lựa. Phải không? Ông đồ nào mà ông lựa là ngon, là mời bà con ăn thịt mắm ruốc. Đồ ngon nhớ cái rồi mà anh cái không không hả anh mà thấm gì à, mời bà con ăn đậu đũa đậu que, quên nói đậu đũa hoài. Em thà xào theo ý anh luôn đó, cho nó mềm cái là đậu. Anh Liêm không thích ăn đậu đậu đũa nè, đậu que đồ á, đậu đũa đồ mà xào thấy mềm mới chịu. Xào vừa chín tới là không chịu. Lan thì Lan thích ăn vừa chín tới. Chịu ý anh đó. Ngon quá. Làm ra dĩa gì thì thấy nó ngon rồi bà con. Chứ ở đây gì mà chút kia ăn kén thấy không ngon. Ớt này không cay gì mấy nè. Không cay luôn. Không cay hả? Không cay mà như nó cay the the chứ không phải không cay. Với em đồ ăn được. Anh thì giùm ăn, anh có thể đi. Ngon quá. Đậu quá. Món nào cũng ngon đó. Thịt ba rọi xào đậu cũng ngon nữa. Rồi ăn chung với mắm thịt ba rọi xào mắm ruốc cũng ngon nữa. Thay vì mình đi ra thách quay ăn đồ ăn cũng chỉ ta được có hai ba món cái gì, hai món cái gì. Mua lẩn cho có đậu bán rẻ à? Nguyên Sư Lan, phải không? Vâng. Em nghĩ đậu Nguyên Sư Lan về á. Chứ ở Miêu Rú Rà đâu đâu có còn phải không? Mùa này á. Không còn. Lẩn. Em nghĩ đậu Nguyên Sư Lan về. Đậu không? Báo vào vướng khứ dễ không dễ ra mắt dễ mà không ba năm rưỡi cái gì vậy ba đồng rưỡi ký đậu rẻ đâu mắt đâu đậu này lưới đậu em kết thúc viên rồi em ăn từ từ nữa để viên nó dài quá.
Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim nha bà con. Coi có thích món của hai chồng mình thì cho gia đình mình xin một like ủng hộ tụi mình nha. Thành thật cảm ơn nhiều. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye bà con. Nhớ đăng ký ủng hộ dùm Lan. Cảm ơn. Bây giờ hai chồng tiếp tục ăn nữa bà con. Rồi bye bye bà con.